Trời ơi mọi người ơi mọi người, trước mắt chúng ta là còn thêm hai phần nữa. Phần này là của quán tặng thêm đúng không? Đúng trong rồi. Cái combo này sẽ không có món lưỡi bò nha. À, cái này cũng là tặng thêm ha. Cái này là thịt gì vậy bạn? Cái này là thịt ba chỉ heo với lại bắp cải sốt đặc biệt. Bắp cải sốt đặc biệt tặng thêm. Đúng rồi, với lại à quên nữa. Cái phần này cũng là đặc biệt của quán Harami. Harami thịt gì vậy? Cái này là thịt bò. Thịt bò Harami. Cái này là được order thêm chứ không phải là tặng thêm nha mọi người. Ok. Mọi người đến đây nhớ rồi chứ gì. Nói tới tên Tion, bạn Tion, cứ nói là bạn của Tion thì quán sẽ giảm giá 10% cho các bạn liền. Nhớ nha, 10% rất là nhiều đó nha. 100.000 giảm được 10.000. Ê mọi người, 1 triệu là giảm được 100.000 đó, không có ít đâu nha.